chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello mọi người đã quay trở lại kênh Tết Màu Teo Nát của mình nha. Tiếp tục với hành trình chinh phục số sâu câu nhất của mùa này nha mọi người. Rồi, thì hiện tại mình đang đánh ở mức răng câu thủ nha anh em ơi. Do clip mình nó dài quá, mình không có, mình cắt bớt nha khúc đầu nha. Mình không có để khúc đầu nhiều nha mọi người. Rồi, trước khi vào video á, thì anh em nhớ cho mình xin một like nè, một đăng ký kênh nè, để ủng hộ mình nha mọi người. Với lại anh em mà có thắc mắc gì á về bóng ngọc này, bóng bổ trợ hay là cách chơi như thế nào á, thì anh em nhớ comment ở dưới video này cho giúp mình với nha. Đấy, để mình video mình đã được tương tác nha mọi người. Có dù như có gì thì ủng hộ mình một like luôn nha mọi người. Rồi, quay trở lại trận đấu này. Mình được cớ là trận này tem bạn biết được Dolia mọi người. Bên mình có được Zip nha. Đấy, không biết là đấu đầu trận này đấu đầu với HP khó chịu nhất của hiện tại của map Liên Quân này nha mọi người. Nhưng mà không biết là bên nào an nha. Chắc chắn là bên mình sẽ win rồi mọi người, vì bên mình có top 1 Teonat của mình đây mà. Ôi, tự nhiên bán chiêu hơi ngược về bên anh em ơi. Rồi tem mình xuống rồi này. Xong lên anh em ơi, bán này. Rồi Naragok dùng Manti hất tung thằng nào đây. Mình đi từ từ phía sau mình câu để mình lùm được một kill KS nha mọi người. Đấy, mình đi phía sau mình bán thôi mọi người, không cần phải lên gần lên sát tên bọn đâu. Trận này mình thấy hơi căng nha anh em. Lâu rồi mới thấy được thằng Volcat nó xuất hiện là trên đấu trường công lý anh em ơi. Thằng này đợt trước là bị nét sức mạnh đấy, nhưng mà lâu rồi mình thấy là nó xuất hiện rồi mọi người. Ui ui, từ từ thôi anh bạn ơi, cứu help me. Bán này quanh trở lại mình trả đam nha. Thôi lưu về luôn anh em, yếu máu rồi. Chắc chắn là trận này hơi lâu mọi người, vì mình thấy cái kèo này nó không có đơn giản anh em. Tem mình với tem bọn đánh nhiều lúc thấy không có đơn giản đâu nha. Vì hết anh em ơi, thấy thằng top tem mình lại bỏ lên số rồi kìa mọi người. Giờ này á, thì mình sẽ tập trung vào form nha anh em. Giai đoạn đầu game á, thì Teo nó không có sức mạnh bao nhiêu đâu, chỉ có lát game mới bán được thôi. Nên anh em cứ ôm form nha. Được á, thằng Dolia này nó hầu máu hầu mana cho tem bọn rất là nhiều luôn ấy. Thằng AD nó cấu điểm, nó dùng chiêu một nó bán không là mình cũng không thể nào mà mình né được rồi mọi người. Nên anh em cứ lưu. Ôi, vừa nói xong nha, anh em cứ lưu sau vào trụ nha anh em. Rồi bán luôn thằng này này. Ok, vậy luôn, để giúp thêm mình biểu diễn phía trên nha. Có top xuống này, nhưng mà từ từ thôi nha. Rồi lên luôn anh em. Đấy, để thêm bọn đánh hết bộ, dùng hết combo vào top với thêm mình nè mọi người, mình mới lên được nha. Ăn thằng Dolia này. Rồi ok, là một kill nha. Nhưng mà giúp mình bị chủ bán đau quá nên cũng nằm xuống rồi. Giờ này thì mix thêm bọn xuống này, bán Ganty vô thằng top mình may quá là không có nằm xuống nha anh em ơi. Thôi, thì mình thấy có mic tên mình lane này xuống hỗ trợ nên thôi mình cứ đứng là mình ăn con lính này đến nha mọi người. Rồi mình biến về sau nha. Với lại cái lượng máu mình nó vẫn còn nhiều ấy, mình không cần phải về sớm, về tới đầu sớm nhá hầu nha. Cứ đứng từ từ thôi anh em, đợi tên bọn lane cho mình bán tiếp. Từ từ thôi anh em ơi, trận này thì tên bọn dân câu lane rất là nhiều luôn mọi người, ép lane. Nhưng mà mình bữa giúp thì có cơ hội để mình thủ được cái trụ này nha. Trận này mình kéo dài thời gian không được nha mọi người, để kiếm đồ mình bán nha, chứ không có đồ là không có chơi được đâu anh em. Tem bọn hiện tại đang muốn ép đánh nhanh thắng nhanh đó mọi người. Nhưng mà tem mình thì không có thể nào mà giai đoạn đầu game mà ép được nha anh em, toàn là tướng lát game không á anh mọi người. Ôi, hay quá top ơi. Mình thấy thằng rừng nó đang đứng ở bùi xanh này. Nên thôi cứ lưu về sớm nha mọi người, không cần phải vội vàng đâu. Anh em đánh này cứ nhìn bản đồ nhỏ thôi, bờ đang nhầm dài là anh em nhìn một lần nha. Cảm ơn bác ở đây đó này.
là ngồi dòng được. À, đấy nó về rồi. Nó cũng hay ghê mọi người. Nán được hơi cái anh Tây của team mình luôn. Hay, à, mình thấy thằng rừng nó xuống kìa. Di chuyển lên hỗ trợ thằng Mick này nha. Không biết cái làm xuống đó nè. Bán đầu quá anh em ơi. Thằng rừng bị nó muốn tặng việc thằng Mick team mình hay sao ấy. Nó bác lẽ, nó bằng lại với sau nó chụp đầu nha. Nhưng mà Mick team mình cũng hay. Biết được hướng đi của thằng rừng bị nó lui về nha. Ôi, lụm núp này. Này, lấy trụ trước nha. Mình lấy lính, bán lính trước nha mọi người. Không được thì bỏ trụ luôn nha. Ok, khoanh lính này. Ui, một phát nữa kìa. Lụm được thằng ở đây đó nha. Rồi, top team mình đâu rồi? Thôi, top team mình không lên được rồi mọi người ơi. Nhưng mà khoanh này đông quá rồi. Mình từ từ lui về nha. Ôi, tóc biến, có tóc biến. Ôi. Team mình lại là người thua thiệt mọi người, khoanh đó nha. Chỉ ăn được một mận thôi, nhưng mà bắt buộc là phải trả giá hơn người làm xuống luôn. Giờ này thì có top team mình xuống rồi, nên mình sẽ biến, yên tâm biến về nha mọi người. Nhưng mà cái trụ này chắc chắn là sẽ nằm xuống rồi anh em ơi. À, lúc nãy á, là thằng Wincat nó tóc xuống mọi người chứ không phải là thằng top team mình nha. Mình cứ nghĩ là top team mình tóc xuống chứ. Nhưng mà ngay anh ơi, thằng AD bây giờ nó tóc xuống kìa. Đấy, để cũng bồ đỏ cho rừng. Rồi thôi ăn luôn rồi, mình đứng mình hưởng kinh nghiệm cũng được nha mọi người. Lỡ mà thằng Nát nó thấy á, thì nó không có chửi mình. Chửi thằng top cũng được. Cái giờ này thì thằng nào cũng cần tiền hết các anh em. Trong khi team bọn thì quá là ép lên rồi, quá là xanh rồi. Thôi vừa rồi rất may là mình không có nằm xuống nha. Rồi di chuyển qua cái đường mid này. Đường mid của team bọn đang muốn lấy rồi sao anh em ơi. Ép đông kê luôn mọi người. Ui. Thằng Hường nó thấy mình đã lâu ra liền. Nên thôi cứ né nha, không cần mà lâu đầu lên ló đầu là cho nó bán nha mọi người. Lên được cái là rừng tên bọn biết chai nè mọi người. Đấy, bọc phía sau rồi bọc phía sau nữa mà anh em ơi. Chạy qua trả lời mình không biết đoán được hướng của thằng rừng tên nó đang ở đâu hết nha anh em. Một pha này thì ôi tên bọn đang combat lòng sòng hết mọi người. Đấy, anh Tây bán liên tục luôn của thằng co hiu kìa. Đấy, quên cánh nó vô kìa. Ui, hút lẹ. Rồi, ok, may rồi. Về bắt anh Tây dê. Ok, may rồi. Về luôn. Gần trụ tới đòn thì về hồi máu nha mọi người. Bỏ luôn một cái trụ cũng được. Hay quá. Bán thằng co hiu kìa, thì đắt ơi. Nát rồi, bán thằng co hiu á. Ôi, còn xíu kìa, xíu máu kìa. Rồi, ok, ngon lành rồi. Hay. Nhưng mà phải nói sao lại đắt lên vào lâm số đó mọi người ơi. Bán luôn. Lầm này, một thằng này. thằng rừng nó lên này. Vô. Lầm. Ui kìa, tóc biến lên nha. Ui vẫn dính đam mọi người ơi. Thằng rừng nó xanh ghê mọi người. Hãy cứ nghĩ là mít team mình vô để hỗ trợ anh em. Mình là level trước nha. Pháp vừa rồi thì cứ nghĩ là mình level ăn được thằng rừng team bọn nha mọi người. Nhưng mà không may á, là thằng rừng team bọn nó lụm mình một kill mất anh em ơi. Chấm dứt mất 3-0 của mình nha. Khá là buồn luôn. Nhưng mà không sao, bọn đó thì có mít team mình để trả thù được cho mình rồi. Dù sao thì cũng khá là lời luôn mọi người. Quay khá là lũa chứ. Mình bị chấm dứt là nó hơn tiền luôn anh em ơi. Ôi lại là chiều 16 bang của thằng Cahill này. Binh đoàn lên hầu này. Bán đau cực kỳ luôn. Nhưng mà mít team mình cũng khá là máu luôn. Khá là máu chiến luôn ấy. Lùm. Rồi hút lại dưới bơi. Rồi ok rồi. Chạy về. Ok, con lành rồi. Team này đang combat lòng sợ quá mọi người. Mình không có được cái tầm đánh nha. Không có tầm bán. Nên thôi cứ lưu về trụ để mình lấy cái trụ làm lá chén sau cùng nha anh em. Từ từ lên thôi. Có top team mình xuống để hỗ trợ rồi. Nhưng mà mình cũng không có thế nào mà mình lên hỗ trợ kịp qua đó đâu. Cứ anh em cứ bình tĩnh thôi. Đánh thì đánh chung team năm nào mà. Ôi 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 bị lan mọi người ơi. Phong vừa rồi bị dính anh Tây Lan của thằng Cahill anh em ơi. Bắt buộc là mình phải nằm xuống rồi nha. Trận này hơi căng nha mọi người. Giờ này mình sẽ quyết định là mình sẽ đi form hack cái rừng này luôn anh em ơi. Để kiếm một cái lượng tiền khá để mình bán thằng Cahill này nha. Nếu mà thằng Cahill này nó mạnh quá mọi người thì mình sẽ lên cái Ryuka nha. Mới là có thằng
thằng Mick, thằng mình, thằng rừng bên đó này cũng đang có huyền về, đang có phép rất là mạnh luôn ấy. Thằng này ôi, thằng Volcat nó bang vũ trụ luôn kìa mọi người ơi, bật anh tay lên bán nó gãy cung rồi, nhưng mà nó có bật, nó bật được cái lớp dốc năm đầu tờ năm giây, miễn khống chế một miễn chế sốc hơn luôn mọi người. Trâu quá, trâu quá. Thôi lên cái việc thần cung bán cho nó thấm nha mọi người, bán nhanh nữa. Cái trận này thì mình không thể nào mà mình kéo đê được. Định lên cây thương xuyên phá bán cũng thấm thôi anh em ơi. Nếu mà thằng cao hiu thì cầm bán tóc biến lên bán bờ phát là ok thôi. Nhưng mà thôi, cứ lên cây dược thần cung cái gì mình bán cho nhanh nha. Hồi máu cho nhiều đó. Nhưng mà trận này thì dễ muốn thua có mọi người ơi. Team mình đang bị ép lên, gần là phá hết trụ siêu cấp của mình, có trụ hơ rồi anh em. Hai lính đang dần lên khá là cô luôn. Hồi nay rồi thôi, về bán luôn này. Đừng cho xuống, miễn nhiễm mấy kìa mọi người. Nhưng mà nó hay quá nha, trốn được nha, lan luôn anh em ơi. Bán được, tóc biến lên lùm lên rừng này. Phải trả giá pha vừa rồi, ăn mình một mạo ở dưới từng rồng nha. Nhưng mà rách mình nằm xuống rồi anh em ơi. Không hiểu sao pha đó nha. Rồi, có được cây cây quyết cung rồi, có được cái xin job rồi mọi người. Bán nó cũng ok hơn một chút nha, có lẽ nó có được nhanh hơn đó. Ăn luôn con bùi xanh này nha mọi người. Nát có mình đã lên bảo thêm số rồi nên thôi, cứ ăn vô tư anh em ơi. Lùm này, đứng lại này. Thằng coi hiệu chuẩn bị nó bán anh tình hết. Anh thôi cứ lưu về sớm, tranh thủ mình form mấy con quái rừng ra nha anh em ơi, kiếm thêm một cái lượng tiền nha. Team mình thì mình phải dài này, phải đợi team mình lên thôi. Đợi sơ hở của team bọn thì may đâu mới có cơ hội lật kèo được anh em ơi. Đây này, bán luôn. Ui, còn một tí tí máu kìa mọi người, 100 máu thôi nha. Nhưng mà XP team bọn vẫn khá là hay nha, vẫn hồi máu liên tục dưới khi mà dưới cái nằm dưới cái đường mương này nha mọi người. Rồi, thằng này nó hack miễn nhiễm bên này, hack miễn nhiễm bên này. Ok rồi. Về luôn. Vừa thấy rừng tên bò mất máy đâu đây nè. Thôi mình qua đây mình hỗ trợ mình thằng có hiệu thằng Na Tấp là ăn con thời gian này kiếm thêm một lượng tiền nha mọi người. Đấy, kiếm 97 vàng cũng ok rồi anh em. Sẽ có được lính lên mình đếp luôn nha. Ok. Thằng ở đây tên bọn cũng đánh hay ghê mọi người, nó mới có 4-1 thôi, cũng khá là mạnh đấy. Đấy, rừng nó kìa. Giờ này chỉ có nát đại lễ thôi nha, con nát đại lễ thì may đâu mới win được mọi người. Chứ tên bọn đang hiện tại đang trong chân ở đường mic này nhiều quá. Lính đang dân cô lên rồi cũng khá là có lợi cho mình nha. Nhưng mà mic tên mình đã nằm xuống vừa rồi, thì mình cũng không thể nào mở combat được anh em ơi. Thiếu người. Đánh hoài vậy. Đấy, thằng coi hiu nó bán cực kỳ khó chịu luôn mọi người. Đấy, chắc là phải lên cây cây rìu quá mọi người. Chắc phải lên cây rìu quá để mình bán thằng coi hiu nó làm chậm nó mất nha. Rồi thôi lên giúp phụ mạng đi anh em ơi. Cái trận này cũng hơi phiêu phiêu quá mọi người. Ui được kìa, lấm này, vô tình này. Tem bận có sơ hở nha. Rồi mình về luôn đây, về hồn máu nha mọi người, máu mình cũng yếu rồi. Tranh thủ mình lên luôn cây quyết cố bên con dốc hồi vậy nha. Là lên cái nanh nhưng mà không biết là lên cái nào ta. Cho mình tem mình có giếp nha, giếp nó cũng bố trợ mình như một cái dốc hồi mạng rồi. Nên mình định lên nanh luôn mọi người, bán cho thấm nha. Nhưng mà nếu mà tem bận mà gây sát thương nhiều quá thì thôi lên dốc hồi sinh nha mọi người. Đây một mình cần bóng hả? Lầm gì đấy, đây hack miếng nhiễm mà lại mở được số. Ôi không thở ra bán kìa. Rồi ok, lầm được rồi. Lấy luôn cái trụ ở đây nha mọi người. Thằng cò hiu nó bán đầu ghê anh em ơi. Ra top ơi. Bật chiêu 1 lên nha. Ok. Ngon rồi. Bởi vì ăn luôn con Sejan này. Sejan nát ơi. Ôi, nát mình lên trên kia làm gì ta. Phải thôi mấy thành viên của team mình bốn người là vẫn ăn được con Seiya này mọi người, tranh thủ mình vô cầu cầu đi top Lilina. Nát mình tự nhiên không tin lên kia đến 4-5 người là làm xuống rồi anh em, chấn ghê luôn ấy. Trong khi mình đợi thằng Rock mình hồi sinh á,
thì mình đi form nha mọi người, để kiếm thêm một cái lượng tiền để mình lên full trang bị nha. Trang bị mình là hiện tại đã level 15 rồi, nhưng mà ui bán đầu ghê luôn mọi người ơi. Lùm thôi, lùi về. Ôi từ từ thôi anh em ơi. Đấy, thằng coi hiu này, coi hiu này hút lại rồi. Ok, ngon lành rồi, từ từ thả ra nha. Bán được hết. Hết miệng khống là bán được thằng bên cát nha mọi người. Ăn được mọi bên cát rồi, nhưng mà tem phải nằm xuống hai người rồi anh em ơi. Từ từ đợi tem lên nha mọi người. Cái tầng này anh em vội vàng là dễ thua lắm đấy. Rồi xong lên anh em ơi. Làm chậm được thằng X-Pen nó rồi này. Naga tóc xong bật ngược lại sau nha mọi người. Ôi tóc biến lên nha. Và vừa rồi cái nghĩ là ông Nagarok ông bật lại phía sau để ông bác hai thằng đó mọi người. Nhưng mà rất tiếc nha, Nagarok lại cứ đứng sang cái bộ núp. Mình không hiểu sao là Nagarok lại đứng qua đó luôn nha. Nhưng mà cuối cùng thì mình nằm xuống rồi, thì Nagarok cũng đã nằm xuống luôn anh em ơi. Nên không biết là thằng Nagarok này nó có ý định là làm như thế nào nha. Nhưng mà nó nằm xuống rồi này, trong thời gian mà nó hồi nhận lại con bùi xanh cho nó nha, nó còn 9 giây thôi. Giờ này thì cho nó con bùi xanh để nó có cái đầu tạo hồi chiêu để nó đi đây lẻ mọi người. Tên mình thì hiện tại cũng đã lấy được hai cái trụ siêu cấp hai bên rồi anh em, chỉ còn một cái trụ đường giữa nữa thôi nha. Giờ này á, tên mình mà có cơ hội mà lấy luôn cái đường giữa nó là ok, chứ đợi lính siêu cấp lên là ngon lành đâu mọi người. Lầm này thằng World Cup này nó đau ghê mọi người. Ôi thôi về từ từ thôi anh em. Lầm này mình có được rồi, công tầm ma nó cũng hồi máu nhiều nha mọi người. Trận này định lên quỷ kiếm cho nó nhanh nha, cho nó có tiền cho nó nhanh mọi người, cho nó dư dả nha. Và vừa rồi á thì mình nằm xuống nên mình quyết định mình sẽ lên giúp hồi sinh nha mọi người. Đấy, cái dù như tên bọn mà nó ấp độ quá thì mình sẽ bán giúp hồi sinh lên Ryuga để mình bán nha anh em ơi, hoặc là mình lên nhanh Phoenix thôi. Nhưng mà trận này thì mọi người đừng có chủ quan là được, tên bọn thì chỉ có được gần nó ấp độ của mình thôi, chứ thằng Vincat thì giờ này thì nó cũng phế là mọi người. Đây mình cũng không có sợ nha. Xuống với sao bác thằng rừng đó này. Rừng ở đâu rồi? Ôi quên cắt kìa, làm gì đây? Thì tự ơi hút lại nha, từ từ nha mọi người. Giờ này mình sẽ tóc biến ra bên ngoài nha. Tóc biến ra ngoài này bật anten bán vô mọi người, đừng cho thằng nào nó ốc sát tới mình hết anh em ơi. Lụm thằng quên cắt trong này. Rồi di chuyển lên anh em ơi, có cơ hội win là mọi người. Rồi. Ngon cơm rồi anh em ơi. Ngon cơm rồi. Đấy, một pha lật kèo nha. Trận đấu 20 phút khá là căng nổ đúng không anh em ơi. Rồi lấy luôn hai cái trụ siêu cấp đây mọi người. Xem bạn thằng AD nó đang đép cái lính siêu cấp bên kia rồi. Ôi tự nhiên vô luôn hả trụ. Vô trụ luôn à. Ôi làm gì đây, thôi bán trụ nha mọi người. Bán trụ. Ôi trời ơi, bà cũng tầm ma lên xóa đam nha mọi người. Bán được thằng nào bán nha anh em ơi. Một thằng nằm xuống rồi này. Ôi may quá là thằng xe nó bán cái trụ anh em ơi. Rồi có mọi người đã xem hết clip của mình nha. Anh em thấy hai nhóm trăm.